Rồi, chắc chắn video này sẽ có bác nghe nhầm. 900. Em sẽ nổ máy lên trước để mấy bác nghe cảm nhận tiếng máy. Rồi, 900, không những 900 mà 900 bao ship tận nhà. Em muốn bà con nông dân là ai cũng có những con máy để mà xài nha mấy bác nha. 900 mà bao ship tận nhà đã lên chế gang ngang. Cái phần này không 200 nghìn này. Đó, mấy bác thấy còn con máy cả cần cả máy chỉ có 700 nghìn. Tâm rời tâm 260 về ráp xịt thuốc được luôn. Một máy 5 công chuyện. Rồi, đây. Em nổ máy. Tắt máy đi nghe nữa nha. Tắt này. Đấy, đây, hơi này. Thấy không? Hơi này. Đấy, nổ. Nghe tiếng máy chắc nịch ha. Tiếng máy chắc nịch luôn ha. Hơi này. Đó, ok. Thì săn sale giá máy giá rẻ nghe mấy bác nha. Thì chỉ có đợt này thôi, chứ còn nếu như mà bên em mà hết đợt này thì không có nữa đâu. Rớt cả hút này nó tét nó rung rồi. Thì nhiệm vụ bên em sẽ lên cho mấy bác một sợi dây ga nữa là xong. Mấy bác coi cho kỹ, 900 quá vip luôn, quá rẻ luôn, săn sale hàng giá cỡ vậy thì chưa cỡ nào nữa. Gần như không có mấy bác thấy không? Rồi ok, đây cho mấy bác coi lại TD24 tâm rời tâm 260 về ráp được xịt thuốc. Đấy, cần đẹp, mọi thứ đẹp tuyệt vời. Đấy, về chỉ mua dao nữa, ráp vô là chiến thôi. Mấy bác nhìn con máy này, đẹp tuyệt vời chưa? Rất là đẹp, bên xuống dưới rinh luôn, đã chưa? Đó. Quá tuyệt vời, mấy bác mua như này mà không mua nữa, ai mua? Gần như bán là đại hạ giá, bán lỗ vốn. Nhưng mà chơi, bởi vì mình đã lời ở những con khác là chấp nhận bán rẻ, không quan trọng. Đó. Mình đã lời ở những con khác rồi, thì ví dụ cái lô máy về, mình đã lời những con khác là chấp nhận bán những con huề vốn hoặc lỗ chút vẫn chơi, không quan trọng. Bởi vì mình lấy vốn rồi, mình lời rồi, là chơi thôi, không quan trọng. Đó, chứ còn mấy bác đi kiếm khắp nơi, mấy bác ra gần đó mà họ không búa con này 1,3,4 triệu em mới lạ. Mà mấy bác phải chạy đi mua, còn đây họ ship về tận nhà. Đó. Rồi mấy bác mua thì cố gắng vui lòng cọc cho bên em nha, yên tâm. Chứ nhiều anh khách kêu, ôi ơi thằng này nó lừa đảo lừa gì, ưng mua không ưng, đi chỗ khác. Rồi vậy đi, lừa cũng được. Lừa miễn sao tôi bán hàng được là được đó. Còn cái miệng cứ nói lừa lừa lừa, sợ lừa, không bao giờ mua được cả ai cái gì hết. Người ta một cơ sở lớn như thế này, người ta đang chào mừng lô hàng 400-500 con về mà còn sợ lừa đảo có 100 bạc. Thôi vậy miễn. Đấy, em nói vậy là nhanh. Những anh khách đó, nào đi chỗ khác. Đấy, sợ lừa đúng không, đi chỗ khác. Còn đâu ít nhất phải cọc cho người ta cái tiền vận chuyển, ít nhất phải đủ cái tiền ship cho người ta, người ta mới gửi hàng đi. Tự nhiên không mua bằng miệng, trừ những anh khách quen. Còn đâu những anh khách mua miệng đi chỗ khác mua. Rồi vậy đi, nói nhanh chóng vậy. Em tính em có sao em nói đó. Rồi ok mấy bác nha.